Nhìn bên ngoài, kiến trúc từng được sử dụng như một nhà thờ Công giáo La Mã nằm tại trung tâm thành phố Pittsburgh này không có gì khác lạ. Tuy nhiên bên trong lại không có vẻ gì là truyền thống. Những băng ghế nhà thờ được xếp quanh bàn ăn, phòng xưng tội được biến thành một quầy bar với rượu mạnh, và thứ từng được dùng như bàn thờ giờ biến thành máy ủ bia. 23 năm trước, nhà thờ St. John Baptist được đem dùng cho công việc thế tục. Nền kinh tế vốn bùng nổ của địa phương giờ bắt đầu xuống dốc. Ngày càng nhiều người rời bỏ đi, có quá ít con chiên còn ở lại để duy trì hoạt động của nhà thờ. Nhà thờ này được xây dựng vào năm 1902 và đã được đem giao bán. Lúc đó tôi phải thốt lên, ô tòa nhà này nhìn hay đấy, hãy làm thứ gì đó thật thú vị. Một quán bia đậm chất châu Âu chắc chắn sẽ rất phù hợp. Và thế là một quán bia nhỏ ra đời. Thách thức lớn nhất đó chính là làm sao để lắp đặt 6 bể ủ bia tại nơi vốn là cái bệ thờ. Ngày hôm nay tới lượt Dan Yarnall phụ trách quá trình ủ bia thiêng. 12 thùng, 620 gallon, tương đương với vài ngàn vại bia. Chúng tôi có thể cho ra lò từng đó bia một lúc. Thực tế thì một ngày có thể sản xuất được hơn 1.200 gallon. Đối với Yarnall, ủ bia thực sự là một nghi lễ thiêng liêng. Đối với tôi, ủ bia nó gần giống như thiền vậy. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, ngay khi tôi kéo cái cần trượt đó lại và lúa mạch bắt đầu trộn với nước nóng, quá trình bắt đầu và tôi không thể dừng nó lại, tôi phải đi hết cả quá trình. Bạn biết đấy, tôi không nghĩ tới thứ gì khác ngoài việc làm cho ra những mẻ bia thật ngon. Sletiogo, Piesmont Dunkel, Pipe Organ Pale Ale, những loại bia với hương vị thiên đường đã giúp Church Brew Works thắng vô số giải thưởng tại các lễ hội bia quốc tế. Nhưng bia không phải là thứ duy nhất thu hút khách du lịch cũng như người dân địa phương tới nơi đây. Mặt trời lặn ở đằng kia và khi những ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ trông thật tuyệt vời. Quán anh độc đáo bởi không gian của nó, ý tôi là riêng cái trần nhà thôi đã cao tới 50 feet và bạn có thể chiêm ngưỡng cách mà họ sắp xếp đủ các thứ dụng cụ ở đây. Mặc dù vậy, phải mất một khoảng thời gian thì mọi người mới bắt đầu cảm được không gian độc đáo của quán bia. Lần đầu tiên tôi tới đây, tôi nghĩ uống bia trong một nhà thờ ấy hả? Không thoải mái cho lắm. Tuy nhiên sau đó tôi nhận ra rằng nó đã được phi thánh hóa, thế nên tôi cứ kệ thôi. Casey hy vọng những đứa con của anh có thể tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình bằng cách phục vụ cộng đồng theo cách này, cho dù nó có vẻ không mấy truyền thống. Ít nhất, lũ trẻ cũng được Chúa ban phước.